Xin kính chào quý bạn yêu thơ. Ngày mới, Hương Thơm xin kính chúc quý bạn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Sau đây, xin mời quý bạn cùng đón nghe bài thơ Diệu Kỳ của nhà thơ Nhật Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam Lương Khánh Thiện. Hỏi có nơi nào trên thế giới diệu kỳ như trời đất của ta? Núi dài xanh, sông đỏ nước hồng hà, dòng chín khúc vươn mình ra biển lớn, nối hoa liên mạch với Trường Sa, nơi thiêng liêng máu thịt nước non nhà, hồn tổ giữa bao la trời đất. Biển Đông thương yêu thấy gì còn mất, sau hòa những ngày bão lửa đi qua, giữa chung khơi con sóng gió hài hòa, nâng tầm phong vươn mình phan si phăng, đỉnh núi mờ phăng, phiên chợ tình xa phăng, bông tuyết trắng nào tô thì đợi chờ quen mưa nắng, tay bồng con hỏi có nơi nào trên thế giới diệu kỳ như